Chị ơi. Ở đây giờ. Có sinh nhật nha mọi người ơi. Đây là Tuấn sinh nhật tháng 12 thì công ty cũng năm nào cũng cho một phần bánh như đây. Đây một bánh chai nước. Cắt thở. Tìm bán ban ngày thì bán bánh mì nè, rồi ban đêm đến là bán gà quay nè, vịt quay nè, rất là ngon nổi tiếng nha mọi người. Địa chỉ là ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cũng hay tới lui chỗ này để mua để dùng lắm. Cái tên là Tuấn Mập nha mọi người. Mua xong rồi tí nữa chạy đi mua một cái bia để ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng có những cái sự kiện mà tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình gửi đến mọi người. 100 bao nhiêu em? 100.000. Rồi, cảm ơn. Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nha mọi người. Ghé đây xem. Anh ơi. Có BT không lạnh không anh? Đó, đầy đủ. Con lạnh bao nhiêu một lọ? 15.500. 15.500 hả? Lấy 10 lọ với lại bán thêm đá đi. À. 160k hả? Dạ rồi. Rồi. Bây giờ Tuấn sẽ chạy đến phòng của ông anh. Mà xong. Đừng có lắc đầu, đã nói trước với anh từ ngày hôm qua tới giờ rồi. Em tôn trọng anh, em nói trước thì chứ không em nói trước làm cái gì. Tuấn xin được mến chào tất cả mọi người đang đến xem video trên kênh YouTube của Tuấn. Thì trước khi mọi người mình coi nội dung chính của video này thì Tuấn có một thói quen luôn muốn được thành tâm chúc cho mọi người có một sức khỏe thật tốt, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống như một lời cảm ơn đến mọi người mình đã dành một chút thời gian quan tâm để coi video này. Thì như vậy là từ tối hôm qua Tuấn đã đi làm về rồi rút tiền tính đi đóng tiền trả góp tối hôm chiều hôm qua luôn mà, nhưng mà lên tới Thế Giới Di Động thì nhân viên nói là chưa có gọi điện giao dịch trước với lại bên ngân hàng thì chưa có đóng được. Mà cho đến ngày hôm nay Tuấn đã gọi điện giao dịch bên ngân hàng rồi, giờ đó rồi cũng cố gắng đóng hết tiền điện thoại 3 tháng còn lại.
cái điện thoại mà Tuấn đang quay cho mọi người mình xem á là gà Samsung Galaxy S21 á. Đó, thì video này Tuấn muốn quay một cái video để ăn mừng nhiều cái sự kiện lắm, sự kiện nói sự kiện thì không đúng, nhưng mà ăn mừng nhiều cái gọi là vui với mình. Những cái buồn thì thời gian qua đến với Tuấn nhiều quá rồi. Nhất là ăn mừng điện thoại xong, trả góp xong. Thứ hai là hôm nay là cũng là cái tháng sinh nhật của Tuấn. Trên cái giấy tờ thôi nha mọi người. Còn cái thực chất này thì Tuấn sinh ngày 8 tháng 3, nhưng mà trên giấy tờ là tháng 12. Còn cái ăn mừng thứ ba đó chính là ăn mừng kênh YouTube của Tuấn cũng đã cố gắng này nghỉ cả năm nay thì cũng được 200 người dành tình cảm đăng ký kênh nhà Tuấn rồi. Mặc dù rằng video trên kênh thì không có nhiều lượt xem như là những kênh khác, nhưng mà Tuấn cũng sẽ cố gắng hết sức chân thành mình làm để mang lại cái sự cuộc sống, những cái gì ý nghĩa hay thì gửi đến mọi người mình cùng xem để giải trí. Tuấn hiện tại đang có mặt tại phòng của một con anh nha mọi người. Đó, anh làm gì từ sớm giờ thì cũng chưa có tắm nữa. Tuấn thì làm gì rồi tranh thủ tắm ngay liền rồi chạy đi đóng tiền trả góp, rồi xong chạy đi mua nồi con gà, rồi mua bia vô anh em ăn mừng thôi, không có gì. Mọi người mình theo dõi video này, nếu có cảm thấy quý mến hoặc là yêu thích những người xem mới, những ai chưa đăng ký kênh thì hãy dành tình cảm cho Tuấn một đăng ký kênh, một like, bấm chuông rung nếu có cảm mến theo dõi kênh của Tuấn dài lâu. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người mình rất là nhiều. Đây nha mọi người, điện thoại mà Tuấn ăn mừng trả góp trong video này là đây, Samsung Galaxy S21 5G. Tuấn cũng cố gắng mua một cái điện thoại nó tương đối để quay phim, chất lượng hình ảnh cho nó đỡ rung lắc, cho mọi người mình coi cảm thấy thích hơn. Mặc dù rằng làm công nhân cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng đã trả xong rồi. Tâm lý hiện tại bây giờ cũng đỡ lo mừng một phần nào rồi. Con này thiếu 10 ngàn nữa là 15 triệu nha mọi người. Trong cái thời điểm mà Tuấn mua 14.990.000. Tuấn đang lấy cái máy của ông anh Khánh ở phòng để quay để cho mọi người xem cái máy này. Đó. Quay chỗ khác đừng quay vô cái gà này nó nguội mất không? Mùi cái gì? Đây nha mọi người, ăn mừng Tuấn ngày hôm nay chỉ có Tuấn với lại ông anh này thôi.
là mấy lon bia với lại gà nướng. Rồi cái gì? Quay đi, quay làm kỷ niệm cuộc đời em. Là sinh nhật của em có gì muốn nói không? Sinh nhật em hả? Sinh nhật em thì chúc em sức khỏe đã. Có sức khỏe thì mới làm được những thứ khác. Rồi tương lai thì là mình phát triển được những thứ mình muốn thì nó hay hơn. Chúc em sẽ đạt được những cái thứ mình muốn. Rồi cảm ơn anh. Rồi Tuấn với ông anh xin mời mọi người cùng nhậu với anh em Tuấn để ăn mừng chào Tuấn nha. Mời mọi người ạ. Đây. Tiệc ngầm gà nướng. Tôi xin nhắc lại cái bữa tiệc ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay. Cái thứ nhất là điện thoại mà Tuấn đang quay phim cho mọi người mình xem từ trước tới giờ á. Gần đây chứ không phải từ trước. Trả góp đã xong. Thứ hai là trong tháng này là cũng xin sinh nhật của Tuấn. Thứ ba là ăn mừng kênh YouTube của Tuấn đã được 200 người đăng ký kênh rồi. Mặc dù kênh phát triển rất là chậm nhưng mà Tuấn cũng cố gắng chân thành làm hết sức mình vì đam mê, vì tương lai sau này. Đấy. Gà nướng nước chấm đây là y bài luôn mọi người ơi. Trâu râm mày muốn quay nữa mày sao muốn quay quay nó phải cần gì mình bình dân mình quay kiểu bình dân thôi chứ đòi gì nữa. Cho chút nước chấm vô nha mọi người, cần gì phải cầu kỳ màu mè chơi cho nó mệt vậy. Quay xảo quá Tấn, cái này quay nó không không có thu hút được người xem. Đây mọi người ơi, là mời mọi người dùng cho Tuấn một miếng gà nướng nha. Đây. Uống đi cho tỉnh. Nguyên ngô hơi bị lâu rồi đấy. Nguyên ngất hơi bị lâu rồi đấy, tỉnh đi. Trong chiều ngày hôm nay chúng ta thấy rất là ngon nha mọi người. Xuất hiện của ngôi sao số 1 của bóng này đó là tiền đạo Chan Phát Haraka. Anh cũng không có mặt trong thành phần dự bị của đội tuyển. Miếng gà nướng của mình đây. Không biết vì lý do gì mà ông Sinayong đã loại Chan Phát Haraka ở trận đấu ngày hôm nay. Làm một ly thứ hai nha mọi người. Nhưng chúng nó rất là tin tưởng và khả năng xuất hiện không tốt thì đã khiến thì từ Campuchia đã không thể giành được một kết quả như ý. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia. Đây là nhỏ nhỏ cho nên là uống hết ly luôn. Của AFC Cup 2020 đã được bắt đầu. Và trong trận đấu đầu tiên này, chúng mình đang ăn mừng. Sớm này đã khó khổ rồi, mình phải sống vui được ngày giờ nào thì hay ngày đó. Nó vô thường lắm. Mời mọi người cùng dùng dầu đâm nha. Bây giờ thì họ không còn có tiền vệ Stefano Lillipali như ở những giải đấu trước nữa. Là miếng nữa này. Bộ đội hình gồm có rất nhiều những cầu thủ mới mẻ nhưng đã được đầu tư cho bóng trong suốt hơn một năm vừa qua kể từ khi Sinteo nắm quyền ở tuyệt vời mọi người ơi.
Tuấn với lại ông anh ở đây cũng nhậu được một nửa rồi nha mọi người. Cũng phê rồi. Tàn cuộc là nửa đấy đi, nó mới nửa. Chỉ còn lại hai lon thôi. Tàn cuộc. Rồi mọi người mình nha. Từ đầu tới giờ Tuấn qua phòng của anh, ông anh làm cùng công ty, thì ăn mừng những cái chuyện vui đến với mình. Thì nãy giờ anh em nhậu cũng, bây giờ đến bây giờ thì cũng đã tan cuộc rồi. Đây cái video mà Tuấn quay những cái chuyện vui của Tuấn đến nay cũng xin phép được kết thúc. Cũng từ đầu đến giờ cũng hai anh em 10 lon thì cũng rất là phê rồi, khả năng là sẽ say đấy mọi người ạ. Tuấn sẽ kết thúc video ở đây, một lần nữa cho Tuấn được gửi đến tất cả mọi người, những ai đã dành tình cảm yêu thương Tuấn, quan tâm coi đến những giây phút cuối cùng này, Tuấn sẽ dừng video này ở đây. Mong muốn được gặp lại mọi người ở những video kế tiếp ạ.